Tuyên ngôn Mark Hughes, tuyên ngôn của nhà sáng lập Herbalife. Tôi tin rằng sự thành công được bắt đầu từ giây phút bạn quyết định phấn đấu vì mục tiêu của mình. Lý do hôm nay bạn có thể thành công không phải vì thành quả ngày mai bạn có được, mà hành động này được thực hiện bởi ước mơ và mục tiêu của chính bạn. Mặc dù thành công thể hiện qua hành động của bạn, tuy nhiên phương pháp bạn chọn khi hành động cũng rất quan trọng. Cho nên hãy quyết định chọn những việc có ý nghĩa với bạn, sau đó theo đuổi những việc đó bằng tấm lòng chân thành, ngay thẳng, khiêm tốn. Quan trọng nhất là phải đối tốt với mọi người. Tôi luôn đối xử với mọi người bằng sự tôn trọng tối cao mà người ta xứng đáng. Bất kể bối cảnh hoặc chức danh của họ như thế nào, họ sống ở đâu, họ đi xe gì, trình độ học vấn của họ cao hay thấp, hay họ kiếm được bao nhiêu tiền, tất cả đều không thể định nghĩa cho giá trị của một con người. Phẩm chất và nhân cách mới thật sự là giá trị của họ. Thái độ của tôi đối với mỗi người đều như nhau cả. Tôi coi mọi người đều là người thành công và tôi tin rằng chúng ta đều có thể thay đổi được thế giới này bằng cách dựa vào biệt tài của một người và khuyến khích họ theo đuổi nó. Như vậy, tôi đã giúp họ đặt chân lên con đường thành công của họ. Ngoại trừ bạn có thể hướng dẫn cho người khác thành công, nếu không, bạn sẽ mãi mãi không thể thỏa mãn với thành công của chính mình. Hướng dẫn cho mọi người tiến đến hành động là giúp họ thực hiện ước mơ của họ. Ước mơ của chúng tôi là có thể giúp mọi người kết nối liền với nhau. Năm tôi 16 tuổi thì tôi đã biết tôi muốn thay đổi thế giới này. Khi đó tôi cũng chưa biết tôi phải làm bằng cách nào, cũng không biết làm sao thực hiện được ước mơ của tôi. Nhưng tôi đã quyết định thử bằng một phương pháp trực diện và tích cực để ảnh hưởng lên cuộc sống của người khác. Vì một bi kịch trong cuộc sống gia đình, tôi đã bắt đầu tràn đầy nhiệt huyết với dinh dưỡng. Vào năm 1980, tôi sáng lập công ty Herbalife quốc tế và bắt đầu công việc tuyên truyền cho cả thế giới biết thông qua việc nâng cao dinh dưỡng để cải thiện sức khỏe. Ngày đầu tiên, khi tôi bắt đầu sự nghiệp này, tôi không thể mang câu chuyện của tôi chia sẻ cho mọi người trên khắp thế giới. Cho đến ngày hôm sau, khi thức dậy, tôi đã tiếp tục phấn đấu mục tiêu này. Ngày qua ngày, tuần qua tuần, năm qua năm, lời hứa với công sức tôi bỏ ra cuối cùng đã biến ước mơ của tôi thành hiện thực. Đây thật sự là niềm tự hào của tôi. Những gì tôi làm 17 năm qua đều mong muốn giúp cho nhân loại trên thế giới cải thiện cuộc sống của họ. Tuy nhiên, tôi cũng trải qua nhiều thăng trầm trong sự nghiệp, nhưng tôi đã học được cách trân trọng và đối mặt với thuận lợi và gian khổ một cách bình đẳng. Vì cả hai trường hợp này đều khiến tôi có thể làm tốt hơn và tuyệt vời hơn. Bất kể tôi phải đối mặt với những thách thức khó khăn đến mấy, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ là sẽ bỏ cuộc. Đây cũng là yếu tố quan trọng trong con đường thành công của tôi. Cho nên bạn hãy kiên trì, tiếp tục nỗ lực, không bỏ cuộc, giữ đúng hướng và vững tay trèo vượt qua khó khăn. Nếu bạn làm được thì bạn mới thật sự hiểu được câu chuyện thật của thành công. Mark Hughes.